spit. Không nhớ kiểu tóc để của mẫu xe ở Nhật. Một số chi tiết khác có khả năng được biết chỉ có nhà tiên mại ở theo thị trường. Con Lavalot nâng cấp dự kiến vẫn sử dụng động cơ với bản hiện hành và 108 lít chất khí tự nhiên 4 xi lanh kết hợp một số CVT công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm. Ngoài ra vẫn thêm tùy chọn động cơ hybrid như thế này. Tại Nhật Bản, con Lavalot 2024 có giá từ 14.700 USD và cao nhất 23.300 USD tại châu Âu. Chiếc xe gầm cao cỡ bê tông có giá từ 23.400 USD. Tại Việt Nam, con Lavalot hiện bán ra gồm các bản GV và các xe hơi, mức giá 760.